Cái vấn đề mà đạo đức giả của Tổng thống Joe Biden khi mà ông đã tìm cách tăng thuế người dân Hoa Kỳ để mà dùng cái tiền đó đưa vào những cái chính sách gọi là phát triển hạ tầng cơ sở, trong khi đó bản thân của Tổng thống Joe Biden hiện nay ông ta đang thiếu đến 500.000 Mỹ Kim tiền thuế. Thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden đã nhiều lần kêu gọi người dân Hoa Kỳ phải trả lại cái sự công bằng khi ông tìm cách tăng thuế một cách rất là đáng kể để mà chi phí cho cái cơ sở hạ tầng lúc ban đầu là tốn khoảng, đề nghị khoảng 1,2 nghìn tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên sau này thì có những cái sự điều chỉnh lại ngân sách và bây giờ nó lên đến 3,5 nghìn tỷ Mỹ Kim. Như quý vị cũng đã rõ trong mấy ngày vừa qua chúng tôi đưa cái bản tin này. Và hiện nay họ đang chờ đợi để mà thông qua cái ngân sách này. Và theo lời của ông đại biểu Jim Banks, một người đảng Cộng Hòa của bang Indiana, thì ông ta than phiền chính phủ Tổng thống Joe Biden muốn tăng thuế của tất cả mọi người, tuy nhiên thuế của bản thân của ông thì ông ta giấu nhẹm đi. Theo ông Banks thì ông đã viết những cái lời tweet như sau. Ông nói rằng là chúng ta không thể nào mà tin nổi, và ông đã yêu cầu cơ quan nghiên cứu của Quốc hội, và đây là một cơ quan phi đảng phái, phải có một cái bản báo cáo chi tiết về sự việc ông triệu phú Joe Biden đã sử dụng những cái cơ sở hạ tầng của công ty của ông ta để mà tránh né nộp thuế, trốn thuế. Vẫn theo ông Banks, chủ tịch của Ủy ban nghiên cứu của Đảng Cộng hòa đã trả lời những cái báo cáo của tiểu bang New York về những cái phát hiện của cái cơ quan CRS, đây là cái cơ quan phi đảng phái như chúng tôi nói, và báo cáo này cho thấy ông Joe Biden đã trốn thuế khi những lần mà ông ta đi diễn thuyết, diễn văn, hoặc là những lần mà ông ta đi bán sách từ năm 2017 đến năm 2018 thì ông ta hoàn toàn không đóng thuế cho những cái khoản mà lợi nhuận này. Ông Joe Biden cũng muốn tăng thuế lên 2,1 nghìn tỷ Mỹ Kim, trong khi ông ta tuyên bố người giàu cần phải trả thuế để mà chia sẻ những cái công bằng cho xã hội. Và ông Banks, ông tuyên bố với tờ New York Post, nhưng mà vào năm 2017 thì đa triệu phú ông Joe Biden đã có những cái chính sách để mà lách thuế của chính bản thân của mình. Đây là những cái loại thuế tài trợ cho những cái chương trình bảo hiểm sức khỏe cho người già và bệnh tật, Medicare và Medi-Cal. Đây là những cái chính sách mà ông Obama khi xưa đã ủng hộ và nó đến ngày hôm nay vẫn còn sử dụng. Và đây là những cái hành động mà vô cùng đạo đức giả khi mà ông Joe Biden đã kêu gọi mọi người phải đóng thuế. Cựu Tổng thống Donald Trump từ lâu ông ta đã bãi bỏ những cái sự bất công bằng của xã hội Hoa Kỳ, của người dân Hoa Kỳ trong các lỗ hổng về thuế, và chỉ có những người giàu thì họ mới có những cái cách để mà họ lách được thuế. Khi mà họ mướn những cái công ty mà kiểm toán thì họ biết cách để mà khai làm sao để mà tránh thuế. Tuy nhiên vì cái lý do đó, ông Trump cũng cho biết rằng có những cái chính sách để mà cải cách thuế của chính quyền của ông khi xưa, để mà đơn giản hóa những cái mã số của thuế. Và từ cái sự việc mà thay đổi này nó dẫn đến những cái vấn đề mà tiết kiệm thuế cho người dân. Ông Joe Biden, ông ta muốn mở rộng cái sự việc mà tài trợ và những cái quyền hạn của cơ quan IRS để họ có thể kiểm soát, kiểm tra nhiều hơn sự việc người dân phải đóng thuế bao nhiêu, đóng thuế bằng cách nào và làm sao mà thu được thuế một cách đơn giản, nhanh chóng hơn. Trong khi đó, Trung tâm về Chính sách Tài trợ Thuế Tự do và Dịch vụ Nghiên cứu của Quốc hội thì họ không yêu cầu kiểm toán thuế của Tổng thống Joe Biden. Thì thưa quý vị, đây là những cái cơ quan mà chúng tôi nghĩ rằng những người điều hành những cơ quan này là những người ủng hộ cho những cái chính sách của Đảng Dân Chủ hoặc là ủng hộ cho Tổng thống Joe Biden. Cho nên họ có những cái hành động rất là ưu ái đối với Tổng thống Joe Biden. Ông Joe Biden thì thực sự ông không có tin tưởng vào sự việc mở rộng các chương trình về sức khỏe như là Medicare hoặc là Medi-Cal, bởi vì ông ta nghĩ rằng sự việc mà ông rõ ràng ông trốn thuế, ông dùng những cái tiền thuế này để mua đến hai cái villa hàng triệu đô la và cái ngôi nhà thứ ba ông có thì cũng để mà cho thuê, thì đối với ông rõ ràng những cái hành động này cho thấy rằng là nó quan trọng hơn là cái sự việc chính phủ phải đóng thuế để mà tài trợ những cái ngân khoản về Medicare, Medi-Cal cho người già của xã hội Hoa Kỳ. Thưa quý vị.